không có hệ thống, đơn nữ chủ. Không có chơi qua nguyên thần phong lạc, xuyên qua đến Tivat đại lục, thiếu chút nữa đói ngất ở Liên Nguyệt đầu đường, được thất thất cứu, sau đó lại gặp phải cổ linh tinh quái thiếu nữ hồ đào, lão thành ổn trọng chung ly. Vì có thể mua được một gian phòng thuộc về mình ở cảng Liên Nguyệt Phùng Hoa, anh bắt đầu phấn đấu từ số 0. Vốn tất cả đều rất tốt. Cho đến khi một cô em gái tóc vàng và con thú cưng tóc bạc biết bay đột nhiên xuất hiện. Chương 1 Cứu khổ cứu nạn tiểu thất bảy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Đại từ đại bi hồ đường chủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Hồ đào mời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 một năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Như tâm nải nải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nhẹ sách trang bọn nhỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Mang mang ta đi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ở nơi đó, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Đánh chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ngẫu nhiên gặp hương lăng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét